Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục series hướng dẫn các bạn cách sử dụng VBA trong PowerPoint với bài số 3 về Shape. Shape là một đối tượng rất xuất hiện rất nhiều trong các bài thuyết trình của các bạn. Và cái Shape hôm nay mình nói đến ở đây, nó sẽ bao gồm Shape và Textbox. Mình sẽ gọi chung nó là Shape. Và ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để sử dụng, áp dụng VBA để sử dụng các cái shape này làm sao để khi mà mình thực hiện các cái game trên PowerPoint nó trở nên linh hoạt, sinh động và nó tự động hóa hoàn toàn với các cái shape này. Thì trước tiên mình sẽ chia sẻ các bạn các cái mã code cần có, các cái mã code cơ bản đi mà mình thường làm game mà mình sử dụng với shape này. Trước tiên thì mình cần xác định đây là các bước một đúng không ạ? Thì mình xác định xem bây giờ tên shape đó sẽ được tên các shape rồi. Thứ hai là mình xác định cái slide. Cái slide này nó là slide số mấy trong VBA. Đó. Slide số mấy trong VBA nhé. Thì mình kích đúp vào câu này, mình sẽ tạo develop này, mình sẽ tạo một cái label. Đó. Và mình kích đúp vào label này để xác định xem cái slide là slide số mấy. Thì hiện tại đây là slide số 1. Slide số 1. Đó. Và đây là ba cái code cơ bản mà mình đã ứng dụng vào để làm game và mình muốn chia sẻ với các bạn. Cái code đầu tiên này là code nhận ký tự. Nhận ký tự, nhập ký tự như là gán ký tự đó. Nói chung là liên quan đến ký tự ở trong các shape và textbox. Thì cái này thì mình đã hướng dẫn các bạn ở ngay bài đầu tiên rồi đúng không ạ? Mình đã đưa ra một cái ví dụ về áp dụng các cái câu lệnh, các cái macro mà sử dụng lấy cái ký tự từ shape. Và đây là cái macro cơ bản. Đó. Cái cấu trúc của nó là slide, số slide này, slide nhân với cả text shape này, nhân cả text frame, nhân text ranger, nhân text. Đó. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn thử. Ở đây thì mình đang sử dụng với hai shape là shape x1 và shape x2 đúng không ạ? Cái câu này có nghĩa là gì ạ? Tức là những cái ký tự trong shape x1 sẽ bằng ký tự trong shape x2. Bây giờ đây là x2 đúng không ạ? Đây là x1 này. Bây giờ mình sẽ sửa x2. Bởi vì những ký tự trong x1 sẽ bằng ký tự trong x2. Như vậy khi ký tự x2 thay đổi thì x1 sẽ được bằng sẽ, nếu chạy macro thì cái giá trị các ký tự trong x1 sẽ được bằng với x2. Tức là sẽ như x2. Bây giờ mình sẽ ghi đây là chữ là học VBA. VBA. Ok. Đó. Sau đó thì mình sẽ chạy macro bằng việc là mình gắn macro này vào một cái shape insert action macro là macro A1 đúng không ạ? Đó. Bây giờ mình sẽ thử chạy nhé. Đó. Như vậy là các cái ký tự trong shape x1 sẽ bằng các ký tự trong shape x2. Đó là câu lệnh đầu tiên là mình muốn giới thiệu với các bạn. Câu lệnh thứ hai. Đây là câu lệnh thứ hai. Đây là câu lệnh đổi màu và đổi màu của phông chữ, đổi màu của nền shape này và đổi màu của phông chữ trong shape. Đó. Bây giờ thì mình sẽ ví dụ với các bạn. Hiện tại đang là sử dụng shape x1 đúng không ạ? Để làm shape ví dụ. Đó. Cái câu trên này này, mình sẽ dùng cái cú pháp là gì ạ? Slide này nhân tên shape nhân text frame nhân text ranger. Để mình gọi cái text, cái ký tự trong shape ra. Sau đó mình sẽ sử dụng đến font, nhân với color. Đã bắt đầu xác định màu của phông chữ. Đó, và mình sẽ gõ mã màu ở đây. Đây là mã màu RGB. Và các bạn có thể search cái mã màu này trên mạng. Đó, sẽ mỗi cái mã màu, mỗi cái màu của mã màu RGB này sẽ có mã số như thế này. Đó. Và cái thứ hai là gì ạ? Slide nhân shape này, nhân fill nhân for color. Tức là mình thay đổi cái màu nền của shape. Cái màu của shape đó. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn nhé. Mình sẽ thay đổi. Đây là... mình sẽ thay đổi lành 0 đi. Đó. Đây mình thay đổi thành 100. Đây là một mã màu bất kỳ nhé. Đó. Sắp là sắp A2. Bây giờ mình sẽ gắn cái sắp này. Đây là, bạn chú ý này, đây là chữ X1 này. Mình gắn cái sắp này vào đây. Sắp A2. Bây giờ mình sẽ chạy macro nhé. Đó. Chữ và màu đã được đổi, được thay đổi nhé. Ok.
Và cái câu lệnh thứ ba mình hướng dẫn các bạn đó là câu lệnh gì ạ? Tức là mình có thể hiểu đây là cách làm xuất hiện hoặc là biến mất nó một cái shape ở trên PowerPoint. Đây là một câu lệnh cực kỳ quan trọng. Nó quan trọng như câu lệnh này luôn này. Câu lệnh này thì thường ít áp dụng hơn, nhưng câu lệnh này và cái câu lệnh này là câu lệnh cực kỳ quan trọng và áp dụng rất là nhiều. Đó, tại vì trên thực tế thì mình không thể xác định được là khi nào mình cần xuất hiện hay là biến mất một cái shape nào đấy. Tức là cái shape này này nó chỉ xuất hiện và biến mất khi mà có một điều kiện nào đấy xảy ra. Khi mình làm game ấy thì sẽ thường như thế. Và như thế thì mình không thể sử dụng được các cái hiệu ứng ở trên đây được. Tại vì mình không thể biết được điều kiện xảy ra là khi nào. Cái đấy thì cái này thì có vẻ hơi khó hiểu, thì tí nữa thì mình sẽ vào ví dụ thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Thì bây giờ trước tiên mình sẽ thử làm cho các bạn để xem các bạn hiểu trong này nó như thế nào nhé. Thì đây mình đang ví dụ với cả shape x1 đúng không ạ? Cái sub này này, sub A3 là slide nhân cái shape này, tức cái shape này đúng không ạ? Nhân visible sẽ bằng false. False tức là biến mất. Đó, false ở đây có nghĩa là biến mất. Tức là cái shape này mà hoạt động ấy thì cái shape này sẽ biến mất. Còn ở sub A4 này mà hoạt động thì shape này sẽ xuất hiện. MSO2 này này, shape này sẽ xuất hiện. Đó. Bây giờ mình sẽ ví dụ thử các bạn. Đây là shape x1 đúng không ạ? Mình sẽ gán vào đây là khi mình click vào cái ô x2 này này thì cái shape này sẽ xuất hiện. Bây giờ mình sẽ chèn cái macro A4 vào x2 mà macro A3 vào x1. Đó. Như vậy là cái quy đề biến mất này, cái quy đề xuất hiện nhé. Đó. Tiếp theo, mình sẽ đi đến phần 2, đó là một số ứng dụng của các macro liên quan đến shape này. Thì trước tiên, mình sẽ đi vào macro đầu tiên, đó là macro nhận và gán các ký tự trong shape. Đó thì cái macro này được ứng dụng rất nhiều trong game, đặc biệt là việc nhập câu hỏi cho các game. Mình sẽ đi vào ví dụ với game Đừng Để Tiền Rơi. Để sử dụng được game này thì các bạn phải thay đổi câu hỏi, thay đổi tên lĩnh vực và thay đổi đáp án ở trong các cái shape ở đây. Tuy nhiên thì cái slide, những cái slide câu hỏi, cái slide chương trình này này thì nó có rất nhiều shape nó chồng lấn lên nhau, và nếu như các bạn muốn thay đổi câu hỏi thì các bạn phải bỏ hết tất cả các shape này ra, và như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái đồ họa của game, cũng như thứ hai là nó gây rất mất thời gian và phức tạp cho người sử dụng. Đó, do vậy là mình đã sử dụng cái macro này để mình tạo nên một slide nhập liệu, tức là slide nhập câu hỏi và đáp án lĩnh vực này này. Đó, đây, tức là khi mà mình chỉ cần nhập các cái dữ liệu của mình vào đây thì tự động các cái slide trò chơi này nó sẽ nhận được cái dữ liệu này và nó đưa vào các cái ô câu hỏi, ô đáp án. Đó, bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn với lĩnh vực đi. Đây là câu số 1 đúng không ạ? Mình sẽ thay đổi lĩnh vực làm một tên là lĩnh vực à không, trước tiên thì mình sẽ để mình sẽ cho các bạn xem lại slide 1 nó đang như thế nào đã nhé. Đây. Đó. Hiện tại nó đang là toán học và y học đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ thay đổi bằng cách mình nhập liệu vào đây. Tin học đi. Sau đó mình sẽ tìm cốt nhập liệu nhé. Đây là cốt nhập liệu của mình. Mình run những cốt này. Ok. Đó. Sau đó mình sẽ thử test lại. Đó, như vậy là mình không cần phải trực tiếp mở các cái shape này ra, mình vẫn có thể thay đổi câu hỏi và đáp án và các cái dữ liệu khác ở trong các cái slide này. Và nhờ đó thì cái việc thay đổi câu hỏi và đáp án của các bạn trở nên vô cùng dễ dàng và tiện lợi. Sau đây thì mình sẽ mở cho bạn lại các cái macro của cái này nhé, để các bạn xem nó gồm những cái gì đúng không ạ. Đây là macro nhập liệu này. Và nó chỉ cần duy nhất đúng một câu lệnh ấy thôi. Đúng là cái đúng một câu lệnh này này. Đó. Đúng cấu trúc như vậy thôi. Tuy nhiên thì nó lặp lại nhiều lần, tại vì sẽ có nhiều cái ô, nhiều câu hỏi như vậy. Đó. Và đây sẽ là macro thứ hai. Macro
đổi màu chữ cũng như là đổi màu nền của shape trong PowerPoint. Mình sẽ ví dụ với game chiến thắng kỳ diệu. Đây là giao diện vòng 1 của game chiến thắng kỳ diệu. Đó. Và hiện tại thì ở ba cái ô của ba người chơi này của mình này, hiện tại đang là màu đỏ cho người chơi thứ nhất, màu xanh cho người chơi thứ hai, và màu xanh lá cây cho người thứ hai này, và màu xanh nước biển cho người thứ ba. Đó, thì khi mình chuyển xuống đây nhé, hiện tại đang là người chơi thứ ba, đang là người có cơ hội, tức là đang có người có cơ hội để quay. Thì khi mình trở về cái màn quay của nó này, thì cái ô này của mình sẽ là màu xanh, ô này mình là màu xanh nhé. Nhưng nếu mình chuyển sang cho người thứ nhất này, ví dụ người này trả lời sai mà chuyển sang người thứ nhất, đó, đến đây là đến lượt của người thứ nhất, thì khi đến cái slide của vòng quay ấy, thì cái ô quay này nó phải là màu đỏ. Đó, và tiếp tục nếu như mà chuyển sang người thứ hai này, người thứ hai cái màu của người này là màu xanh lá cây, thì khi mình quay đến cái phần quay này, đó, thì cái màn này của nó phải là màu xanh. Đó, đây là một cái ứng dụng mà mình đã sử dụng cái mã là fill nhân for color ấy, đó, để mình thay đổi màu nền của cái shape này để làm sao cho nó phù hợp với mỗi người chơi. Và tiếp theo thì mình sẽ đến với macro về xuất hiện và biến mất của shape trong PowerPoint. Thì đây là một macro được áp dụng rất là nhiều, và mình sẽ ví dụ với việc tạo lập ra trò chơi ô chữ tự động. Đây ạ. Cái nguyên lý của trò chơi này, nó là khi mà các cái ô trong đây này, cái ô ghi đáp án đây này, mà nó có ký tự, tức là có hàng ngang, có đáp án, thì ở slide chính, đây chính là slide chính này, cái slide trình chiếu này này, nó xuất hiện các cái ô trống như thế này. Đó. Để cho người chơi người ta lựa chọn ô trống và người ta đoán từ dựa vào các cái từ hàng ngang, các cái ô trống hàng ngang. Bây giờ mình sẽ show cái code này ra. Đó. Cái code này thì nó cũng chỉ là một cái câu lệnh duy nhất lặp lại thôi. Thế phần sau thì mình sẽ bỏ qua, và chỉ cái phần để tạo ra cái ô chữ như vậy á, thì nó chỉ có đúng một câu code này thôi. Mỗi câu này nó đi lặp lại này. Thì cái câu cái này thì các bạn hiểu rồi đúng không ạ? Đó. Thằng true này xuất hiện này. Đây là một cái cấu trúc if then. Cấu trúc này mình cũng đã giới thiệu các bạn rồi. Nếu thì đó. Đó. Nếu cái này xảy ra thì cái đằng sau này xảy ra này. Slide 2 shape, tức là các cái ký tự ở trong cái shape này mà, xin lỗi, đây là khác, khác đúng không? Đây là ký tự khác này, đó, nó khác với dấu bằng, đây dấu khác. Còn trong đây là gì ạ? Cái này có nghĩa là gì ạ? Cái nghĩa là rỗng, tức là ký tự rỗng, tức là không có cái gì trong cái hộp đấy, không có cái gì trong cái shape đấy cả. Đó, thì mình sẽ ký hiệu là như này, cái này tức là cái shape rỗng. Ví dụ mà như là trước cái bài 1 đó, thì mình có thể ví dụ là tôi yêu Việt Nam, tức là trong cái shape ấy sẽ có từ tôi yêu Việt Nam đó, kiểu kiểu vậy. Thì tức là đây hiện tại đang shape là shape rỗng, không có gì cả. Vậy thì mình sẽ diễn giải toàn cùng cái câu này, tức là nếu như cái shape này, các cái ký tự trong shape này này mà khác rỗng, tức là nó có ký tự, nó khác nhưng nó không có ký tự, tức là nó có ký tự nhá, thì cái shape ở slide 1 này nó sẽ xuất hiện đó, và các cái ô tiếp theo cũng rất tương tự. Bây giờ mình sẽ thử nhé. Hiện tại thì ở hàng ngang số 1 chỉ có hai ô đúng không ạ? Chỉ có hai ô thôi. Bây giờ mình sẽ thêm những từ khóa bất kỳ vào đây. Giờ sẽ là 5 ô. Bây giờ mình sẽ run macro này. Đây, mình sẽ run macro ở đây. Đây. Cái ô bắt đầu này sẽ là ô được gắn macro đó. Đó. Và như vậy thì hàng ngang số 1 từ 2 ban đầu trở thành có 5 ô chữ. Như vậy là nó sẽ áp dụng được cái hiệu ứng quen được, áp dụng được cái macro xuất hiện của shape vào đây, để làm sao cho cái việc lập ra cái ô chữ của mình trở nên tiện lợi và nhanh gọn.